Mình đi với hai anh cháu mình. Ở đây đất rồi giờ ruộng rồi giờ nó cắt hết trơn này cũng dễ bắt chuột hơn nữa. Với rắn đang lên trên đường đi ra. Với lại bên kia tại mùa này mùa nước mà. Bên kia nước ập lên rồi chuột nó cũng dồn vô mép trong này. Đi đi bắt vậy chứ cũng chưa biết được bao nhiêu. Đây là cái ruộng cái miếng đất mà người ta trồng hú qua ấy bà. Hú qua đắng á. Đang mưa nè mình quay khó quá. Mưa râm râm à. Ngọn đây ruộng người ta trồng bí á bạn. Này là bí này chắc ra được khoảng hơn nửa tháng. Ở quê mình nó gì cũng có trồng chứ. Ổi à. Ổi chua nhóc chân kìa. Đồ tí mình ăn luôn. Ngon quá trời. Anh Hà anh đi. Tao Hà hoài à. Hà thì trên lúc nào không có mặt ở trên kênh của tao. Kênh lo rồi mặt Hà là trai luôn à. Có mặt tao ít xuất hiện nè. Tao quay luôn. Hả chỗ bự kìa. Ừ. Lụng. Rồi đưa cho lụng đi. Có tiền rồi. Có tiền rồi. Rồi đi bắt ở đâu? Đi đi ra đường nước hay gì? Chích chích lên chỗ nước ngập ngập lên đó. Đây là ta trồng ớt các bạn. Mấy khu mình thì cái gì cũng có trồng nha. Chung là đây là chuyên trồng gãy. Ê bên đó nước trắng ngắt hết kìa. Nó hôm qua trái lồng thòng kìa, chứ trong tháng mới rồi. Còn đây vàng hôm qua người ta thu hoạch rồi. Ta cũng để vàng này chuẩn bị trồng lên mùa sau các bạn. Ở đây là cái chỗ hôm qua anh ta trong giai đoạn này thu hoạch các bạn. Trái đã không? Có mấy trái bự bành bành không? Xà chí. Nước lên bên đó trắng đó chứ. Bên này gió hơi nhiều à. Các bạn thông cảm á. Gió chắc là nghe tiếng gió lớn. Quay điện thoại bữa cái âm thanh nó không được im. Nó kêu ai có thấy thương nó cho nó một cái surprise. Mất chuột. Cái đó mấy ông đó giờ bắt chuột chết nha. Chơi. Bây giờ đang kiếm hang. Bong bóng kiếm mô hành. Ờ đó tao ngà đào được 5 xúc gắn mô hành luôn rồi đó. Bán có nhiều đi. Còn nhá lúc con gặp gắn mô hành không chạy không? Mày ai bắt? Bắt chứ ai? Thử có chuột không? Tụi có ngách mày. Đào đào nó chạy không có tiêu. Ủa trời trùng nhiều quá vậy. Nào bóng có chừng đi. Cố gắng đi quanh kia trọng. Mày ngồi bên đây. Đi đào bên đây mày đi. Ta đập cái bọc đi. Này hàng nè, hàng này ách của nó nè. Nè, nó hàng này. Nước được đậu. Có nè. Có hàng trên không? Nè, hàng trên đó nè. Bít mấy hàng này mới đổ được. Bít đi, múc nước đi. Chứ mà không có đổ nè. Cái hàng này múc nước bít rồi nè. Kìa đổ cái đó kìa, đổ vô. Ờ mình chơi đổ mình chơi bắt vậy nó nhanh hơn các bạn. Nhanh hơn mình đào cái bể bể bờ của ta anh ta la. Đổ mặt tập vô. Rồi em
tìm ở dưới gì cũng không, đúng có rộp luôn. Tao bắt tay một nha coi. Đứng đứng vậy. Siêu cung binh mày. Mày chạy nước không? Đâu cút quá trời. Tới đó luôn hả? Chạy quá chạy rồi. Con có chuột ra. Dễ thế không có chuột. Đường con nữa bạn. Ít ít ít. Đường con bạn. Chị xuống đây. Có rộng nè. Còn hết còn hết còn hết. Còn nữa đó. Hết nè mấy bạn. Quay được cái con quấn. Đấy còn nữa. Đổ nước đi, đổ nước đi. Ôi thôi, chừng ra thằng đó đậm đi coi, chừng cái đó chậm. Quay hoài, quay cút cút thôi. Quay nhiều quá, thằng thầy dài, chắc mệt. Tắt đưa rồi. Chưa. Còn ít nha, còn nha bà con. Mới lúc đầu rồi bà con ơi. Từ từ. Mới lột chạy xuống vô lần. Tao làm nó hết hồn. Hết rồi, chạy vô chưa. Mình vừa quay, mình vừa bắt chuột luôn. Đây coi coi. Chuột lớn đây nè. Trắng ngọt nhau. Không giàu lắm. Ập vô á. Mới lên ta. Xíu xíu nước gì biết nào mà thấp vậy trời. Rút đi đâu rồi ta? Dữ gì? Chứ queo luôn rồi. Nằm nó chịu chờ đặng dữ luôn bạn. Cái hang mà bị mình ném chứ. Rồi nè nó nằm dữ luôn chết luôn chứ nó không chịu ra. Bự nè, còn ừ, con chuột mẹ. Mấy chuột nhỏ nữa. Thà chết trong yoga không đồ hàng. Ghê thiệt. Hang này mình được 3 con mà. 2 con chuột với con ếch còn nữa mà. Nãy mình thấy đó đầu chuột nhỏ nữa mà thôi. Bỏ đi. Bắt hang khác. Chiều lâu mà bữa đó tôi đi có 6-7 người gì mà bắt có 1 tiếng họ nhiều được 4 ký mấy chục mà đi mấy đứa kia đứng chơi mà có 3 con bắt à. Tránh đầu cá không chứ nước chảy quá không chứ cá nào có đấy cần kỳ chảy nhiều sao không có hàng đi mà đổ nước thì cho nó nhanh nè nước chứ giờ nước nó nhiều luôn. Kêu ăn ếch đi. Cái này bơm đi. Hai này mà áo cặp nó không chịu. Đi. Đấy. Tao vừa chạy. Kêu đổ trên dưới cái ào chút. Em nghĩ nghỉ để chạy với một công. Đứng bên kia chậm thì đứng ngay cái lỗ này kia. Mày coi mấy cái cơ có hát không chậm. Rồi. Thấy không ổn rồi, nước không rút rồi. Rồi. Hang này cục rồi ơi, có rồi. Nó nằm, nó bắt ra cái
rút có chảy không, rút gì ơi dịch rồi đó, tay văng lưới nữa. Này có lưới văng cá, cá nó vô ông đó, ông gỡ cá rồi đó, lúc rồi đó ông gỡ cá liền hầu luôn. Cá lóc sao văng lưới dính được, cầm câu á, câu này nó bóng quá nè bạn. Này chạy ra ngoài đồng bắt chuột cự quá, xí ra nước nè. Má mũi ý quá rồi kia. Vô ăn rồi hả? Cái ăn nào vậy? Cái ăn nào thấy không? Đâu? Đâu? Trong gió kìa. Ờ cái hang này trong thập kìa bởi gì? Cám ra. Khỏi đi đổ đi tao coi nha. Mày chập đi có gì đâu, cắn bọng gì? Trai chán quá, chuột nhóm chụp chuột. Anh Đình, anh Đình thấy tội luôn. Quý ở đâu qua phía bển kìa. Nước lên nó không trọng. Không có nước luôn à. Phải hai hàng đó không? Khác. Đâu chảy đâu đâu, cái chảy dữ ta. Đâu có chảy đâu. Ờ kìa chảy. Cút. Vô. Ờ nó nó gịch. Mà gịch không có đến nổi. Đổ đi. Bà con thấy chuột chạy mắc quá trời luôn. Mẹ ăn nó diễm tiêu rồi. Mày mới đậu ra. Con chuột có quá. Đó hả? Cất kìa. Đi gặm cháu. Bà con thấy chuột nè chạy từ mấy giờ mới dính nè. Lửa lửa nè. Đó. Đi gặm rồi đó. Mà con thấy chuột bị dí chưa? Trời ơi, vô hang cái léo cái hang cái đó luôn kìa. Cái đầu, cái đầu, cái chuột chuột bà con ơi. Đây cũng có cái hang nữa này. Thôi chậm rồi, nó chạy chạy đâu không chậm. Nó lặn rồi bà con ơi. Cái này con. Cái con mày bắn rồi kìa. Cái anh tìm mặn kìa kìa kìa. Ừ, mặn. Quay luôn à. Em quay. Đấm quá gì gột mạc, đấm một bay luôn. Dữ lắm. Vô ổ bà con ơi. Hãy con người ta, người ta để cho con chữ không trời. Trời ơi, nó đấy mùa nước lên đấy chứ có gì. Mất quá chạy quýnh luôn. Dẫn mặt. Có quay không? Thầm. Có. Đang quay luôn rồi. Bắt nhóc luôn không quay. Má bắt được con nữa rồi, kiến cắn quá. Hai con nó con đây. Bắt được con. Bữa đi hồi mình đi đường này chút rồi. Đây nè con ếch. Gì nè. Cái bỏ sát còn. Kè 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 đây nè. Đây nè bà con. Kè kè kè. Nè lên tim đây nè.
chín nè, chín rồi nè, chín rồi nè. Chà má, trốn trốn quá trời luôn, chạy tốt ở đây luôn nè. Chà tao mà trốn. Còn nữa nó chạy ra phát này nhiều lắm nè, nãy giờ vụ kẹt nó con nữa kìa. Chà má luôn nè, lẹ lên. Đang xuống này. Chà má bự con này nữa. Nó lặn luôn á. Nó chạy đằng này luôn là bởi. Dính nè, dính nè, dính bà con ơi. Quá hay rồi, nhảy xuống dính con. Còn nữa đó. Đó, đó, còn nhiều lắm. Cái lặn 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 nó chạy tán lặn đây hết trơn. Còn nữa hả? Chập không? Một con bự nữa. Một con nãy tôi mới bắt vì nó đứt đuôi rồi. Mày kiên căng nó chạy ra đó. Đừng có xeo. Còn nhiều lắm á, từ từ xuống con nhiều lắm đó. Còn nhiều lắm bà con à. Rồi. Gì à? Nó là rồi đó. Kìa 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 kìa, hai ba con luôn, hai ba con luôn. Đừng trọng, đừng trọng. Dính rồi, dính một con nữa rồi, hay ôi, quá. Ui, mà nó lặn cái giò, nó bò như giò. Con chuột cùng đôi đó. Đó, dính nữa rồi nè. Nó lặn đây nè. Đây nè, lặn ở đây nè. Nó lặn nhiều lắm nè, lên trên mẳng lên chứ mà. Kẻ chén bự kìa. Chết mẹ, chết mẹ rồi. Đó, chết chết. Dính nữa rồi, dính rồi. Dính rồi. Dính nữa rồi. Đâu, đâu, đâu. Sáng lặn ở đây, dính nữa nè. Dính nữa. Quá trời ơi. Rẻ lắm cậu ơi. Kìa kìa nước à. Để lẽ xuống đây cậy đi, hồi mình đắp nó lên nữa. Ê. Ê. Còn nắng nữa á. Ở đâu? Ôi trời ơi, không có lúc. Kìa 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 kìa. Lẹ lẹ lẹ. Bỏ đi. Mày nói với sao không? Nó hết lội đắm được ở dưới cây á. Tim nè, tim này nè. Lên trên mặt, con ơi. Cái tay nè. Đây, nó này nè. Thấy tim không? Nè, tới đây nè. Chồng mày ra dọc, mày quay thôi. Tao với Hà. Rồi, con đang khác. Con qua ổng cống rồi. Đứng người xích nữa. Đứng chàng cái Hà nó chồng, đừng cho lên chồng. Tiêu Trần. Hai con. Hay quá mấy. Bắt cá luôn rồi. Đã bình tới lên đó chồng. Dạ. Hai kia. Bắn. Lắm rồi. Không quay. Không. Đừng cho lên bờ. Đừng cho lên bờ. Đập đập bờ ra. Đưa đi nè. Nhìn cái đây. Dính nè bà con ơi, dính này, dính này. Còn nữa. Còn nữa nhiều lắm. Con một đuôi nữa, con giống con đuôi nè, nào nắm để tụt đuôi á. Con với ai? Nhà chụp mấy con tụt đuôi á. Mới đây nữa nè. Con nãy đây tụt đuôi nữa nè. Lặn cái quét đuôi đưa lên chứ hết. Quá trời rồi bà con ơi. Chạy sáng lặn đi. Con kỹ kỹ thôi. Tim mới chọc. Đứng đây mà nhìn tim, tim lên 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 nữa.